Nhưng mà bạn ở trong lớp mình ra lại bật cái điện với cái quạt như vậy. Mình thích nghệ thuật thôi, với lại của nhà trường mình thích bật thì kệ mình chứ cứ đi ngoài gì tới bạn. Nhưng mà mình nói ngoài cái nhắc nhở bật thôi, nếu mà bạn không tắt đi là mình sẽ gửi những cái lại đó. Bạn cứ chờ mình chờ đây, anh thay được thế. Bây giờ bạn có tắt hết các cái bị điện trong phòng hay không? Mình không tắt đấy. Mình đang đi làm nhiệm vụ, nếu bạn không tắt hết thì mình sẽ nói cô tổng phụ trách và cô chủ nhiệm. Bạn đi cũng giỏi, bạn nói đây, không sợ. Giờ mình hỏi một lần nữa, bạn có tắt hay không? Tôi không thích tắt đấy, bạn thích về. Này, gọi này. Bạn biết đây, bạn cứ giỏi, bạn gọi, không sợ. Mình không thích tắt đó, điện của lớp mình, điện của nhà trường. Mình thích bật thì mình bật thôi, liên quan gì đến các bạn cũng gì thế. Vì sao rồi đó, chương trình tiết kiệm điện mình đưa vào nội dung của nhà trường đã được các thầy cô trong trường và đặc biệt là các bạn học sinh trong trường đã thực hiện rất là nghiêm túc. Từ đầu năm đến bây giờ, bạn không thực hiện nghiêm túc, vì vậy bạn đã vi phạm nội quy. Tám chuyên gia của trường mình cũng thấy lớp 8 ba chương trình tiết kiệm điện của nhà trường và cũng được cô giáo chủ nhiệm, cô phụ trách và thầy khen. Mình biết rõ rồi, xin lỗi các bạn. Mình xin lỗi ở đây vì đã không thực hiện tốt điều luật của nhà trường đưa ra và mình sẽ tắt các thiết bị điện có trong đó của mình. Không sao các bạn. Mình muốn mình và bạn mãi là bạn tốt của nhau. Tất cả học sinh dưới mái trường trung học cơ sở Nguyễn Thị Minh Khai đều luôn cố gắng quan tâm giúp đỡ nhau và cùng chung tay hưởng ứng chương trình tiết kiệm điện do nhà trường đã đề ra.